Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay miền Bắc đã bắt đầu tuần làm việc đầu tiên của năm mới 2016 với tiết trời âm u và sương mù xuất hiện nhiều nơi. Tại thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương khác, màn sương dày khiến tầm nhìn giảm xuống rất thấp, nhiều nơi chỉ dưới 20 mét. Đặc biệt tại những vùng gần sông hồ, ven biển và vùng núi thì sương mù giăng kín. Việc lưu thông của người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sáng thứ hai đầu tuần. Phải sau 8 giờ thì sương mới mỏng dần và đến hơn 9 giờ, khi nắng lên thì sương tan nhanh và trời lại chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 26 độ, trong khi độ ẩm vẫn còn cao, trên 85%, đem tới cảm giác hơi oi nóng và nồm ẩm. Sương lạnh sẽ lại xuất hiện trong đêm nay, cùng với nhiệt độ giảm còn khoảng 19 độ. Nhìn chung trời chỉ còn rét nhẹ nhưng sương lạnh ẩm thì vẫn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nên nếu phải ra đường vào thời điểm đêm và sáng sớm thì chúng ta cần mang theo khẩu trang, quàng khăn ấm để tránh sương ngấm vào cơ thể, sẽ dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp. Ngày mai kiểu thời tiết này sẽ tiếp tục lặp lại. Đêm và sáng trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ và trời rét, nhưng đến trưa chiều thì lại giảm mây và hửng nắng. Chênh lệch nhiệt độ và sự thay đổi thời tiết trong ngày khá khó chịu, vì vậy việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình là hết sức cần thiết. Sang đến ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 1, những sóng lạnh từ phía Bắc lại bắt đầu được khuếch tán dần xuống nước ta, nên trời chuyển nhiều mây và nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Đặc biệt trong ngày mùng 7 tháng 1, khi không khí lạnh dồn xuống mạnh hơn thì miền Bắc còn có mưa nhỏ rải rác, tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi. Nền nhiệt độ cao nhất lúc này sẽ phổ biến trong khoảng 21 cho tới 24 độ. Xuống đến các tỉnh miền Trung, mưa đang có xu hướng giảm dần và nền nhiệt độ thì tăng trên toàn khu vực. Trong ngày mai, mưa chỉ còn xảy ra dưới diện vài nơi vào đêm và sáng. Sau đó, thời tiết khô ráo trở lại và duy trì trong cả ngày mùng 6 tháng 1. Thời tiết ấm áp hơn với mức nhiệt cao nhất trong ngày, dao động trong ngưỡng 24 cho tới 27 độ ở các tỉnh phía Bắc, 28 đến 31 độ ở khu vực phía Nam. Sang đến ngày mùng 7 tháng 1, thời tiết lại có chút chuyển biến ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Ở khu vực này, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc được dồn xuống đây, mặc dù với cường độ chưa mạnh nhưng mưa nhỏ cũng xuất hiện trở lại và nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Tây Nguyên, Nam Bộ là nơi có thời tiết khá ổn định so với các khu vực khác trong cả nước. Những ngày tới, trời vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là 28 đến 30 độ ở Tây Nguyên, 32 đến khoảng 34 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Tuy nhiên, do mưa ít xảy ra nên người dân cần lưu ý tích trữ nước ngọt để cung cấp cho cây trồng vật nuôi trong những tháng mùa khô này. Trong thời đoạn 3 ngày tới, trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết khá ổn định, phổ biến có mưa vài nơi, gió có cường độ trung bình, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hải hoặc là các hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Như vậy là trong 2 ngày tới, thời tiết các tỉnh phía Bắc sẽ duy trì trạng thái sương mù âm u vào đêm và sáng, ban ngày hửng nắng trước khi không khí lạnh tràn về vào khoảng giữa tuần này. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.